Xin chào tất cả quý khách hàng và tất cả anh em nhé, sửa chữa máy nhé. Hôm nay bên công ty em Thanh nhận sửa chữa một chiếc máy XMG LVK 300F đấy. Đời 2012 nhá anh em nhá. Chiếc xe này rất là đời, rất là sâu rồi. Hiện tại là khách hàng vừa đem đến hôm qua, hôm nay bắt đầu bên em là sửa chữa với đại tu bảo dưỡng đấy. Chiếc xe này là xúc trong xi măng đấy, hiện tại là kính trước đã không còn đấy, gần như là chiếc xe này phải bảo dưỡng lại toàn bộ cả động cơ lẫn cả hộp số đấy. Đây, bắt đầu bên em tháo ra bảo dưỡng từng phần một. Trước tiên là động cơ Z5MAT này, bên hàng đây. Một chiếc XMG 300F đời 2012. Làm nhà cải tiến gái lùi. Nhà máy xi măng. Và đánh 96, 95, 97. Quý khách hàng có thể là em máy đến tại kho của em sửa chữa, hoặc là em đến tận nơi sửa chữa các dòng máy xúc lật, máy công trình Trung Quốc, xe lưng sụp đào, xe thư hầm. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp sản phẩm, đó là máy xúc lật nhỏ thương hiệu Lehman. Đây, bên em đầy đủ tất cả loại cấu hình, máy móc, thiết bị. Đấy, quý hàng xem trực tiếp rất nhiều xe thương hiệu máy xúc lật Sankey, Lehman. Đấy, đầy đủ tất cả các dòng xe quý hàng nhé. Đấy, quý hàng có thể đến trực tiếp xem sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ. Mọi người cần đến xem trải nghiệm, tư vấn báo giá sửa chữa có thể liên hệ trực tiếp cho em Thanh. Số điện thoại là 0981 345 595. Em Thanh thì chuyên cung cấp phụ tùng.